14 giờ ngày 15 tháng 12, hàng trăm xe phân khối lớn đã bắt đầu tập trung để họp mặt giao lưu và trình diễn tham gia một số trò chơi. Chưa Hà Nội cũng có vô, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh thì nhiều, với các tỉnh miền Tây thì cũng như theo anh nước tính cũng phải là trên 500 xe. Đến với đại hội lần này là sự góp mặt của tất cả các hãng xe, thương hiệu, dòng xe nổi tiếng trên toàn thế giới như Z1000, BMW S1000RR, BMW S1000R, CB1000R, CBR1000RR, BMW F800R, Suzuki GSX-R1000, Ducati Panigale, Harley-Davidson, Ninja ZX-10R, Honda NM4 và các mẫu xe độ độc đáo trị giá hàng tỷ đồng. Một cái sân chơi như thế này để cho các bạn tham gia chơi mô tô có trách nhiệm với bản thân mình cũng như là trên các cái cung đường mà mình đi. Theo kế hoạch, đoàn mô tô đã có màn diễu hành trật tự quanh các tuyến đường chính trong nội ô quận Ninh Kiều vào lúc 16 giờ cùng ngày. Sau đó là một buổi giao lưu đấu giá kỳ quỹ hỗ trợ người nghèo dịp Tết Kỷ Hợi 2019. Đại hội Mô tô Miền Tây 2018 được tổ chức xuất phát từ niềm đam mê xe mô tô và mong muốn tạo ra sân chơi lành mạnh để anh em biker từ các hội nhóm chơi mô tô phân khối lớn trên khắp cả nước họp mặt giao lưu mừng kỷ niệm 4 năm thành lập Hội Cần Thơ Motorbike. Đây cũng là một hoạt động thường niên nhằm góp phần tạo ra nét văn hóa sử dụng dòng xe phân khối lớn, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về các loại xe độc lạ cũng như cơ hội để các anh em biker có thể chia sẻ với cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện.